toàn cảnh đường hoa Nguyễn Huệ trước ngày đón khách. Phần lớn hạng mục đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 đã hoàn thành. Các công đoạn thi công còn lại vẫn tiếp tục thực hiện khẩn trương để mở cửa đón khách tham quan ngày 28 Tết, cột mốc 20 năm đường hoa Nguyễn Huệ. Kỷ niệm 20 năm tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ, trong dịp Tết Quý Mão năm nay, người dân sẽ có dịp chiêm ngưỡng lại toàn bộ 20 linh vật đã từng xuất hiện tại vị trí cổng chào đường hoa trong hai thập kỷ qua. Ban tổ chức đường hoa sẽ kéo dài thời gian phục vụ cho người dân và du khách tham quan hơn một ngày so với những năm trước. Toàn cảnh đường hoa Nguyễn Huệ nhìn từ trên cao. Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 được chia thành hai phần, gồm Xuân An Vui và Xuân Thịnh Vượng. Công trình kéo dài hơn 600m từ đường Tôn Đức Thắng đến đại lộ Lê Lợi, sử dụng nhiều chất liệu như kim loại, xốp, mây, tre, nứa, gạch, vải cùng khoảng 88 loại hoa, 18 loại lá, gần 106.000 chậu, giỏ hoa các loại, hơn 300m2 cỏ. Năm nay đường hoa Nguyễn Huệ sẽ có 32 linh vật mèo với kích thước thấp nhất 0,6m, cao nhất 5,5m, đa dạng về chất liệu từ mút xốp, sắt, sơn mỹ thuật, phủ mùn cưa, giả đất nung đến vải, dưới nhiều sắc thái. Biểu cảm khác nhau từ dễ thương, nghiêm túc, tinh nghịch, lười biếng đến tò mò.